Theo báo cáo của Viện Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu, năm 2017, ngành du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đạt giá trị 639 tỷ USD và sẽ chạm mức 919 tỷ USD vào năm 2022. Đặc biệt, trong năm 2017, thị trường dịch vụ suối khoáng nóng onsen Nhật Bản ghi nhận giá trị khổng lồ lên đến 56 tỷ USD. Trong những năm gần đây, con số này còn tăng lên nhanh chóng và thu hút tới 370 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Doanh thu ước tính từ dịch vụ này lên đến hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, ngay từ nửa đầu năm 2019, theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, vấn đề sức khỏe luôn nằm trong top 3 những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam bởi sự già hóa về dân số. Nếu như các quốc gia phát triển mất một thế kỷ hoặc hàng thập kỷ để chuyển sang giai đoạn già hóa dân số, thì Việt Nam chỉ mất 20 năm để trở thành quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh nhất thế giới. Và hệ lụy là những bệnh thường gặp ở người già như bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường, hô hấp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chính vì thế, làn sóng bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe được các chuyên gia đánh giá là vô cùng tiềm năng ở thời điểm này. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình có 71 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, chiếm khoảng hơn 12% tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đầu tư lên đến 20.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 4.000 phòng khách sạn, tạo việc làm cho khoảng 14.000 lao động. Lượng khách du lịch và tổng thu từ du lịch của tỉnh trong 3 năm qua có mức tăng trưởng bình quân đạt trên 10% một năm. Trong đó, nổi bật có du lịch tắm khoáng nóng tại Kim Bôi Hòa Bình đạt tốc độ tăng trưởng 15% một năm, công suất sử dụng phòng khách sạn đạt 82,5%. Nhận thấy tiềm năng vô hạn từ mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe này, chủ đầu tư APEC đã lựa chọn vị trí xây dựng dự án APEC Manila Sky Villa Kim Bôi tại thôn Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích hơn 41 hectare. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành xây dựng 5,6 hectare và giai đoạn 2 là 35 hectare. Đây là vị trí vô cùng đắc địa khi tọa lạc tại 3 mặt đường lớn, nằm ngay cạnh dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn Vingroup có diện tích 100 hectare, chỉ cách mỏ khoáng nóng 300m và trung tâm huyện Kim Bôi 2km. Đây là dòng bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe được các khách hàng quan tâm bởi không chỉ là một kênh đầu tư sinh lời thặng dư mà còn là một thiên đường nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả gia đình. Đã từ lâu, suối khoáng nóng được biết đến là món quà quý của tạo hóa ban tặng cho con người để duy trì và cải thiện sức khỏe, sắc đẹp và tinh thần. Một trong những nguồn suối khoáng nóng lâu đời và quý giá nhất Việt Nam phải kể đến mảnh đất Kim Bôi Hòa Bình. Khoáng nóng tại đây được xuất lộ từ các vỉa đá vôi có tuổi thọ gần 250 triệu năm. Khi lộ thiên, nước suối khoáng nóng Kim Bôi có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 36 độ C, một nhiệt độ lý tưởng để làm mịn da, trắng da, chống lão hóa và điều trị các bệnh chứng như bệnh tràm, vẩy nến, các sẹo do phẫu thuật mẩn ngứa. Bên cạnh đó, qua kiểm nghiệm, nguồn nước khoáng Kim Bôi còn có đủ tiêu chuẩn dùng làm nước uống, giải khát và giải nhiệt. Trong thành phần nước có chứa một yếu tố đặc biệt, đấy là silic, có tác dụng dược lý giúp điều trị một số bệnh như viêm khớp, bệnh đường ruột, dạ dày, huyết áp, viêm đường tiết niệu, viêm thận, sỏi thận. Không những thế, tắm và ngâm mình dưới nước khoáng nóng còn đem lại giá trị tuyệt vời cho sắc đẹp mà chị em phụ nữ rất yêu thích như giúp dưỡng ẩm cho da, cải thiện độ lão hóa của da, giúp da trắng, hồng, mịn màng, chống lão hóa, giữ mãi nét thanh xuân. Giờ đây, chỉ với 1 tỷ đồng, quý khách hàng đã có thể sở hữu cho riêng mình và người thân một căn hộ khoáng nóng tiêu chuẩn 5 sao Nhật Bản tại Kim Bôi Hòa Bình, thiên đường nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam, không chỉ cho một mà còn cho nhiều thế hệ. Mandala Sky Kim Bôi, khởi nguồn tái tạo, bừng sinh sức sống.